Hello các bác nhá. Em giới thiệu một chiếc máy hút ẩm của Panasonic. Hôm nay thì chuẩn bị đến mùa hút ẩm rồi nhá. Nhà em thì cũng rất là sẵn loại hút ẩm từ cái loại VIP tới cái loại cỏ. Đấy, và các loại rẻ. Thì mới dọn xong thì có bằng này con thôi. Ở đây toàn là những con VIP cái đẹp thôi. Rất nhiều loại các bác nhá. Những chiếc to thì có thể nó sẽ sử dụng được cái phòng tầm 40-50 mét. Chiếc bé thì phòng 20m, 25m đó. Những chiếc to thì mình sử dụng cái phòng bé thì nó sẽ càng hiệu quả hơn. Ví dụ như mà các bác sử dụng con máy bé ở cái phòng to cũng được, thì nó sẽ chạy hoạt động, nó sẽ chạy liên tục, chạy không nghỉ chẳng hạn. Còn ví dụ như mà mình sử dụng chiếc máy to ở cái phòng mà nó vừa phải ấy, thì nó khi mình dùng thì sẽ nhanh hơn. Đấy, nó như thế thôi. Còn nó sẽ tùy thuộc vào cái không gian kín hay là không gian hở nha các bác nhé. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà mùa nồm ấy, các bác chỉ cần đặt một cái máy hút ẩm ở giữa nhà thôi là em nói các bác là hiệu quả rõ rệt luôn. Đặc biệt là nhà bác nào mà chơi âm thanh, hoặc là nhiều các thiết bị điện tử, hoặc là nhà mà sàn gỗ, trần gỗ, tường gỗ, thì các bác nên đầu tư một chiếc máy hút ẩm. Thì cái mùa nồm ấy, thì nó sẽ tránh làm hỏng hóc các thiết bị. Đấy, như các đồ công thất của mình trong gia đình. Tại vì thời tiết ở Việt Nam là, đặc biệt là có cái mùa nồm một năm, có khi nó chỉ độ mấy ngày thôi, nhưng mà rất là khó chịu. Đó. Đây em sẽ giới thiệu một chiếc Panasonic. Chiếc này cũng khá là VIP các bạn nhé. Chiếc này công suất của nó, em xem nào. Sản xuất năm 2013 các bác nhé. Sản xuất năm 2013. Chiếc này công bình thường như mấy chiếc xung quanh đây chỉ hút dung tích của nó sẽ là 10 lít trên một ngày, với cái độ ẩm tiêu chuẩn. Còn nếu mà hôm nào nó mà nồm cao thì sẽ hút rất là nhiều, có thể là hút tới 20-25 lít nhé. Còn con này là hút 12,5 lít này, sẽ lớn hơn những con khác. Tất cả những chiếc máy hút ẩm ở đây thì nó đều chạy bằng lốc, chạy lốc như kiểu lốc điều hòa tủ lạnh ấy các bác nhé. Còn riêng cái dòng Pana này, dòng 2 bit này này, nó sẽ có thêm một cái chức năng nữa là hút bằng cái đấy, nó giống như kiểu bằng sưởi gốm ấy, hâm nhiệt bên trong sưởi gốm nữa, thì nó sẽ hút ẩm rất là hiệu quả, triệt để hơn. Đó, cho nên dòng này nó VIP hơn những cái con khác. Máy đã có sử dụng này các bác này, thì cái vấn đề xước sát thì không thể tránh được. Đó, cái phần vỏ chiếc này này thì nó đã sơn lại rồi, thì nhìn nó sẽ trắng đều, đẹp, nó không bị xước sát hơn. Đó, cái mặt trên này là không sơn lại, nó còn zin, thì nó sẽ có các cái vết xước ở đây. Đó, con này cánh gió nó rất là to nhé, các bác có thể mở thêm càng ngày nữa này. Đó, thì nó sẽ thổi gió về phía trước nữa. Đó, đây, cánh gió của cái dòng Pana này rất là lớn nha các bác nhé. Đây ạ. Đó. Và bên trong này nữa này, bên trong cái cánh gió này nó cũng chạy đảo nữa, nó không có cái cánh vẫy bên trong này nữa, nó chạy dài, nó chạy đảo hình xoắn xoắn nữa. Bình thường như mọi con ấy thì cánh gió này nó bé. Đó, nó bé. Và nó chỉ mở ở góc bé thôi. Con này góc mở rất là to. Đặc biệt là bên trong nó sẽ có thêm một cánh gió, nó sẽ đảo sang bên trái phải nữa. Còn thằng này chỉ là đảo về đằng lên xuống, trước đằng sau thôi. Đó. Giống như những cái con này thì nó sẽ đảo gió được, khỏa gió được rộng hơn. Máy hình thức nó rất là đẹp, zin hết các bác nhé, zin 100%. Các cái dòng hút ẩm nó rất là bền, cho nên là ít khi nó hỏng lắm. Đây ạ. Ở đây sẽ có một cái đèn này nó báo độ ẩm này. Đó. Như hôm nay em ở hôm nay thì đang trời cũng đang khá là đang mưa. Đấy, thì độ ẩm nó sẽ lên khá cao. Đây là bật tắt này. Đó, bật tắt. Bình thường khi mà các bác bật máy ấy, nó sẽ chạy một lúc, sau đó nó mới đóng lốc. Đó. Chiếc máy này là thổi ra gió nóng nhé, gió ấm ấm thôi, không nóng lắm. Khi mình tắt đi rồi thì máy nó sẽ hoạt động thêm khoảng tầm độ một lúc nữa. Cái quạt gió ấy, nó sẽ thổi thêm một lúc nữa. Thì nó sẽ làm mát cái bộ phận bên trong máy. Đó. Còn như một vài chiếc khác thì tắt phát nó sẽ tắt luôn. Nhưng mà riêng cái dòng này thì nó sẽ chạy thêm một lúc nữa. Cái quạt gió nó chạy ở tốc độ nhẹ thôi. Nó làm mát bộ phận bên trong. Và khi mà các bác nhận mua hàng, các bác nhận cái máy này nhá. Khi mà các bác ra nhà xe, các bác nhận hàng hoặc các bác ở nhà người ta ship đến ấy, thì các bác không nên cắm máy thử luôn, mà các bác nên để máy như thế này, để khoảng tầm độ 2 đến 3 tiếng cho nó ổn định.
Đấy, tại vì bên trong là nó có lốc, nó có ga, nó có dầu. Thì khi mà người ta vận chuyển lên, người ta bê ngang, bê ngửa, người ta có khi dốc ngược lên, thì cái dầu đấy nó sẽ bị lộn ngược về cái dàn của nó, thì sẽ không tốt khi mà về các bác cắm điện các bác thử luôn. Đấy, thì các bác nên dựng máy lên như thế này để khoảng vài tiếng, nó giống như cái tủ lạnh này các bác cũng vậy. Các bác vừa mới mua về không ai người ta cắm điện luôn cho các bác mà phải để một vài tiếng. Đó. Đây nhá, rất dễ sử dụng thôi. Đây là bật tắt này, bật ấn phát nữa là tắt, là cái nút màu cam cam này là bật tắt. Đó. Tiếp theo cái nút này này. Nút này là của cái chức năng sấy quần áo. Thì các bác nhìn cái biểu tượng ba cái áo đang sáng đèn này. Nút này là chức năng sấy quần áo nhá. Đây sẽ có bốn cái men, nó có bốn mục, 1 này, 2 3 4. Đó, đây em che các cái này đi nha. Đây này đang sáng cái đèn đầu tiên. Đó, nó sẽ có bốn mục. Thì cái đèn đang sáng đầu tiên này này thì nó là hút nhanh. Đó, hút nhanh nhá. Ấn phát nữa thì nó lên cái đèn dưới cùng này này. Là chức năng sấy quần áo liên tục. Ấn phát nữa lên trên đây là sấy quần áo ở mức độ nhẹ. Lên trên đây nữa là chế độ eco. Đấy, chế độ eco giống như kiểu tiết kiệm điện của nó ấy. Rồi. Còn sang cái nút này. Các bác để chức năng nút này các bác bật cũng được này, nó cũng đều là hút ẩm hết nha các bác nhá. Sấy quần áo cũng đều là hút ẩm hết. Nguyên lý là cũng đều là hút ra nước hết nha, nên là các bác bật chế độ nào cũng được. Còn đây là chức năng hút ẩm này, các bác bật chế độ hút ẩm này. Đó. Nó cũng sẽ có 1 2 3 cái đèn, và đây một cái đèn nữa là 4 cái đèn, 4 4 4 chế độ. Đang để ở mức chế độ hút ẩm mạnh này. Sang cái mức đèn xanh xanh ở bên đây nhá, bên cạnh này là nó sẽ là nó không hút ẩm, nó chỉ chạy không thôi. Đó. Rồi đây dưới cùng là hút yếu này, trung bình này, mạnh này. Đó. Tiếp theo đến cái nút này. Nút này chính là cái chức năng nó giống như kiểu là để khử mùi quần áo thôi. Nút này là khử mùi quần áo này. Đấy. Cái nút trên cùng này nó cũng sẽ có ba cái menu. Ba cái đèn ở đây. Tương ứng với lại ba chức năng của nó đấy. Trên cùng này là khử mùi quần áo này. Đó. Ở dưới đây là yếu, trên đây là mạnh. Trên cùng là khử mùi quần áo. Đó, giống như kiểu mà khử nấm mốc thôi. Cái này là điều chỉnh cánh vẫy này các bác này. Nút này này, nó cũng sẽ có ba cái đèn ở đây. Cái này là điều chỉnh cánh vẫy ở bên trong. Cái cánh vẫy xoắn xoắn là em chỉ ở bên trong máy ấy. Các bác mà tắt đi không lên cái đèn nào nữa thì cánh vẫy nó đứng yên, nó không chạy. Đó, 1, 2, 3. Đấy, thì cánh vẫy nó điều chỉnh ở góc độ to hơn hoặc bé hơn. Đây nhá, em điều chỉnh cái cánh vẫy này các bác nhìn thấy ngay này. Còn cái nút này là điều chỉnh cái cánh vẫy này. Đấy, đây em tắt đi nhá. Nó đứng yên, nó không cử động nữa. Đấy, đây em cho cao camera em tí. Nó đứng yên này. Bật này. Đấy nha, em xem cái chế độ này là nó điều chỉnh ở cái góc to hay góc rộng này. Đây ạ. Bật cái đèn này là ở góc rộng nhé. Nó mở góc rộng nhất nhé. Mở hết cỡ luôn này. Tiếp theo em bật cái chế độ ở giữa này. Đấy, mở hết cỡ. Xem nó đóng về đến đâu nè. Cái này thì các bác có thể thích mở cái gì các bác mở nhá, thì nó sẽ đảo gió được rộng hơn. Đó. Nút ở giữa này này, nó chỉ đóng một nửa thôi. Nút trên cùng này, đây em bật nút trên cùng này. Rồi, nút trên cùng này thì nó không đóng hết các bác nhá. Đó, nút trên cùng nó sẽ không đóng hết. Còn đây là chức năng hẹn giờ. Hẹn giờ tắt trong vòng 2 tiếng này, 4 tiếng này, 6 tiếng này. Còn không lên đèn nào là không hẹn giờ tắt. Còn đây chính là cái nút em dịch ra thì nó là làm sạch nội bộ. Giống như kiểu mà nó tự vệ sinh cái dàn ở bên trong. Đó. Em dịch ra thì nó là như thế, là làm sạch nội bộ. Đấy, rất dễ dùng thôi. Cái nút này thì lâu lâu các bác bật lên như thế này thôi. Còn ở đây nó sẽ có một cái đèn ở đây nữa này. Thì khi mà can nước đầy đây, ví dụ như mà khi đầy nước
nó sẽ nháy cái đèn này, nó báo cho mình đầy nước hoặc là cái can nước mình chưa lắp vào. Tại vì ở cái can nước này sẽ có một cái phao, nó sẽ có một cái phao ở bên trong cái can nước này đó. Thì ví dụ như nhà các bác nào mà có các cái loại máy nào mà chưa biết cách sử dụng ấy, thì các bác cứ nhắn tin cái mã máy hoặc bình luận cái mã máy vào đấy, thì em sẽ kiếm cái con máy giống như thế ở nhà em, thì em sẽ làm một cái video hướng dẫn sử dụng đó. Nói chung là nó cũng rất dễ dùng thôi. Còn ví dụ như bác nào mua máy của nhà em thì em sẽ viết cái tiếng Việt em dán ở đây. Nói chung là rất là dễ dùng thôi. Cái nút điều chỉnh cánh vẫy này thì rất là dễ dùng này. Còn bình thường thì các bác cứ bật để chức năng sấy quần áo cũng được, hoặc các bác để chức năng hút ẩm này cũng được, đều được hết. Đó. Khi mà mình bật chức năng sấy quần áo này, các bác để ở chức năng eco ấy, cái đèn eco trên đây này, chức năng eco tức là chức năng tiết kiệm điện. Thì ở đây nó sẽ có một cái đèn báo eco này. Đó. Những cái con máy này này, nó vừa hút bằng lốc, rồi nó vừa có một cái bánh bằng giống như kiểu bánh bằng bên trong nó có một cái bánh xe mà nó bằng giống như kiểu hút nhiệt nữa ấy. Nó hút được tối đa hơn, nhưng mà khi cái máy này bật lên ấy thì nó sẽ có một cái mùi hơi nóng do cái nhiệt của cái bộ phận đấy nó tỏa ra nhé các bác nhé. Chứ còn những con máy này nó hút nguyên lốc không này thì các bác sẽ không ngửi thấy một cái mùi gì luôn. Đấy, những con máy này chẳng hạn thì các bác sẽ không có được cái mùi gì. Đó. Tại vì nó đốt nóng bằng cái đấy nó sẽ có ngửi thấy hơi có cái mùi nhiệt một tí. Rồi, đây rất là nhiều loại các bác nhá. Đây là Pana này, đây là Saab Vali. Đấy, đây là Mitsu mắt liếc này. Đây là Saab 2-1 này. Chiếc Saab 2-1 này thì nó sẽ có thêm cả cái lọc khí nữa. Bình thường chỉ có hút ẩm không thôi nha các bác nhá. Nhưng chiếc này thì nó có thêm một lọc khí tại vì nó có một bộ màng lọc đằng sau này. Đó. Riêng chiếc Saab này thì mới có thôi. Rất là hiếm các bác nhá. Tuy nhiên thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đó, mấy cái kia là mấy con Saab thôi. Rồi, ok các bác nhá. Con nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video em đăng nhá. Đó, ok các bác.